Văn lấy sai nào đấy chị yêu ơi, M11 chị buổi văn lấy sai nào chốt lại giúp em nhá. Ok tình yêu Kiều Nguyễn, đợi em một chút xíu ạ. Mã là M11, 8 chị Ngọc Thảo. 8 chị Ngọc Thảo nhưng có đơn lấy sao nhỉ? 8 chị Ngọc Thảo. 8 chị Ngọc Thảo có đơn rồi. Thế là hết 8 rồi em, còn sai gì? 5, 6, 7, 9 đúng không? M11 em còn 3 sai, 35, 36, 37 và 39. Dã man con ngan luôn. Chị Bùi Hải Vân vui lòng comment lại cú pháp giúp em nhé. Chị chốt sai nào chốt lại đi ạ. Ok tình yêu Bùi Hải Vân, chị comment số điện thoại giúp em nhé. M11 này, 39 chị Bùi Hải Vân và 37 chị Bùi Hải Vân là em gạch con đấy chưa? 9 là 7. 11, 37, 39 chị Bùi Hải Vân có đơn luôn. Em còn 5, hết 9 ạ. M11 em còn 5, 6, 7, hết 9 rồi ạ. Chị Bùi Hải Vân nhá, comment lại số điện thoại giúp em Linh đi. Có xăm nan bệt chị ạ, có xăm nan bệt nhá. Xăm nan bệt hoặc 3 phân có luôn chị Minh Nghĩa, chị Trần Minh Trần ạ, 3 phân thì có. Xăm nan bệt hôm nay thì nói chung là em chị vừa được 2 đôi bệt, mai thì gọi cho thân lên ok chị Nguyễn Đoàn nhá. Dã man con này đến siêu tránh luôn. 11 nào, 11 chị Quỳnh băng tay Nguyễn vui lòng comment sai giúp em đi ạ. Mã số kèm sai kèm số dạy các chị yêu ơi. 11 đây màu đen nhá, màu đen công dân, chị nào cũng đi được, tuổi nào cũng đi được. 11 7 cho chị băng tay, 7 cho chị Quỳnh, Quỳnh băng tay Nguyễn, 7 Quỳnh băng tay Nguyễn, em còn 56. 11 còn đúng 56 thôi. Đây, 11 còn đúng 2 sai, 35 36 nhá. Em bền nhẹ chân này, đấy đi không lo đau chân luôn. Cam kết với các chị luôn, bền vừa dẻo vừa mềm, không có đau chân các chị ạ. Chuẩn luôn nhá. Xinh. Đúng rồi, mùi choang phòng chuẩn chị ạ. Phong chuẩn luôn. 6 chị cà rốt, 6 chị cà rốt. Có xăm đan chị ơi. Xăm đan này có nhá, dê xem kẽ. 11 em còn đúng 2 size 35 36 thôi ạ. Ok chưa? Ui. Một con bệt này. Giá man 149.000 đồng sắc nét chưa ạ? Quá là xịn sò luôn. 8 còn không nhỉ? 8 hết rồi chị Phương Phương dự bị giúp em nhá. 11 em còn đúng 2 size thôi, 5 và 6 thôi ạ. Còn đúng 2 size 5 và 6 thôi. Hôm nay những chị nào chân cô tắm rủ nhau đâu hết rồi nhỉ? Có mỗi 2 size 5 và 6. Lên cao gót à? Nhiều chị hôm nay thích lên cao gót nhỉ? Để em tìm xem nào. Hôm nay là chuyên của cao gót nó hơi ít các chị ạ. À đây lên con này đi. Lên bệt có bệt nhiều chị ạ. Có nhiều bệt lắm chị ơi, hôm nay là chuyên một bệt nhiều mà. Mà lên bệt kinh khủng khiếp nào. À đây này. Lên con cao gót đổi giò nhá. Lên một con cao gót 3C đổi giò các chị nhé, con này số lượng có hạn, còn đúng mấy đôi thôi ạ.